Trên thế giới, tiếp tục xảy ra đụng độ không ngừng giữa cảnh sát và người biểu tình Hồng Kông. Tàu thuyền bị chìm tại cuộc diễu hành ủng hộ Tổng thống Trump. Malaysia cấm công dân 12 nước nhập cảnh đến 31 tháng 12. Bão Hai Sen đổ bộ Nhật Bản, 100.000 người sơ tán, hàng không bị ngừng bay. Còn tại Việt Nam, từ ngày 7 tháng 9, nối lại vận chuyển hành khách đến Đà Nẵng. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu không sử dụng tiền mặt trong 100% trường học. Vụ thất lạc tro cốt ở chùa Kỳ Quan 2, nhiều thân nhân muốn trực tiếp đến tìm hũ cốt. Còn bây giờ xin được mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của bản tin trưa FBNC. Thưa quý vị, tuần này, thời điểm quan trọng của các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại giữa Anh và Liên minh châu Âu. Và nếu không thể thống nhất được với nhau, London sẵn sàng thông qua các điều khoản thương mại ít cởi mở hơn với khối. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết hôm Chủ nhật 7 tháng 9, ông Raab nói tất cả những gì Vương quốc Anh yêu cầu là được đối xử như bất kỳ quốc gia nào khác trong các cuộc đàm phán thương mại tự do. Không quốc gia nào khác chấp nhận bị ràng buộc hoặc kiểm soát bởi các quy tắc của EU. Các cuộc đàm phán sẽ được tiếp tục tại London vào thứ Ba, 8 tháng 9. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Fox News sa thải phóng viên Jennifer Griffin sau khi cô này viết một bài báo cho rằng Tổng thống Trump đã coi thường quân đội Mỹ. Ông Trump đã bị chỉ trích sau khi tạp chí The Atlantic đưa tin rằng ông đã gọi những người lính thủy quân lục chiến thiệt mạng trong chiến tranh thế giới thứ nhất là những kẻ thất bại, và ông cũng từ chối chuyến thăm một nghĩa trang quân sự của Mỹ tại Pháp vào tháng 11 năm 2018. Trong bài viết của mình, phóng viên Griffin còn dẫn lời từ các quan chức giấu tên cho biết khi Tổng thống nói về chiến tranh Việt Nam, ông ấy đã nói đó là một cuộc chiến ngu ngốc. Bất cứ lính Mỹ nào tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam đều là kẻ tồi tệ. Ông Trump đã rất tức giận và viết trên Twitter kêu gọi Fox News sa thải phóng viên này vì tung tin không đúng sự thật. Sau một thời gian yên ắng, ngày hôm qua 6 tháng 9, hàng trăm người Hồng Kông đã xuống đường biểu tình phản đối việc hoãn bầu cử, lập pháp và luật an ninh quốc gia do Trung Quốc áp đặt. Cảnh sát đã bắn súng hơi cay vào người biểu tình khiến cho mọi người chạy tán loạn. Theo truyền thông địa phương, một người bị thương được đưa lên xe cấp cứu và ít nhất 90 người bị bắt giữ. Theo luật an ninh quốc gia mới, các cuộc biểu tình đều có thể bị liệt vào tội lật đổ, ly khai hoặc khủng bố. Vụ giết người dã man vào hôm thứ Bảy 5 tháng 9 mà nạn nhân là một phụ nữ chuyển giới ở miền Bắc Mexico đã khiến cho cộng đồng người chuyển giới ở địa phương kinh hoàng và kêu gọi tăng cường bảo vệ nhiều hơn ở quốc gia Mỹ Latin này. Vụ sát hại cô Leslie Rocha xảy ra chỉ vài ngày sau khi cộng đồng người chuyển giới tổ chức biểu tình để yêu cầu được bảo vệ trước những tội ác căm thù chống lại người chuyển giới. Vào năm ngoái, 117 người thuộc cộng đồng LGBT đã thiệt mạng ở Mexico, tăng gần 1/3 so với năm 2018. Tai nạn đã xảy ra tại một cuộc diễu hành băng thuyền ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần qua, khi nước chảy xiết đã làm ít nhất 4 chiếc thuyền bị chìm và những chiếc khác bị đâm vào đá. May mắn là không ai bị thương. Hồ Travis thuộc nhánh sông Colorado là địa điểm nổi tiếng để chèo thuyền, câu cá, bơi lội và các hoạt động giải trí khác. Sự kiện này đã được quảng cáo trên Facebook, kêu gọi các tàu thuyền thuộc mọi hình dạng và kích cỡ tham gia để ủng hộ cho Tổng thống Trump. Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh M. Sharia Alam cho biết Malaysia đã cấm nhập cảnh công dân Bangladesh vào nước này cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Như vậy, cho đến nay, ngoài Bangladesh, Malaysia đã cấm công dân của 11 quốc gia nhập cảnh, đó là Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Mỹ, Anh, Brazil, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Ả Rập Saudi và Nga. Bangladesh hiện là quốc gia bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đứng thứ 15 với hơn 323.000 trường hợp và 4.447 trường hợp tử vong tính đến thứ Bảy cuối tuần qua. Amazon đã cấm bán các loại hạt giống nhập khẩu vào nước Mỹ sau khi hàng ngàn người cho biết họ đã nhận được những gói hạt giống không ghi danh tính người gửi, chủ yếu là từ Trung Quốc. Vào cuối tháng 7 này, Bộ Nông nghiệp báo cáo rằng các gói hạt giống đã được gửi đến người Mỹ và cảnh báo không được trồng chúng vì khả năng gây hại. Kiểm tra các gói bí ẩn này cho thấy ít nhất 14 loại hạt khác nhau, bao gồm bạc hà, mù tạt, hương thảo, hoa ải hương, dâm bụt và hoa hồng. Chính phủ Triều Tiên tuyên bố sẽ trừng phạt các quan chức không làm việc hết mình để bảo vệ người dân khỏi cơn bão Maysat đang tàn phá nhiều vùng của đất nước. Tờ Rongrong Shimbun đưa tin hôm thứ Bảy ông Kim Jong-un sẽ có hành động chống lại các quan chức cấp tỉnh và thành phố vô trách nhiệm vì đã không tính toán kỹ lưỡng các thiệt hại và thực hiện sơ tán người dân gây hậu quả nghiêm trọng khiến cho hàng chục người thương vong. Triều Tiên đã phải vật lộn với những trận mưa xối xả, lũ lụt và bão trong những ngày qua. Hôm Chủ nhật, ông Kim Jong-un cũng đã có chuyến đi thực địa khu vực thiệt hại.
Bão Haisen đã tiến gần đến đất liền ở phía nam Nhật Bản vào ngày Chủ nhật 6 tháng 9, làm mất điện và khiến cho nhà chức trách phải kêu gọi sơ tán hơn 100.000 hộ gia đình và cảnh báo về lượng mưa kỷ lục có thể xảy ra. Theo đài truyền hình NHK, các hãng hàng không đã hủy hơn 500 chuyến bay khởi hành từ Okinawa, miền nam Nhật Bản. Dịch vụ tàu cao tốc ở miền nam và miền tây Nhật Bản cũng đã bị đình chỉ để tránh bão. Còn bây giờ là phần thông tin trong nước. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến là 55 đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 16 giờ. Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 9 tháng 9. Còn tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với xoáy thấp phát triển lên đến mực 5.000 m, nên từ chiều tối và đêm nay đến ngày 8 tháng 9, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật. Vào chiều ngày 6 tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ, Cục Hàng không, Đường sắt, Đường thủy nội địa thông báo các doanh nghiệp vận tải được phép nối lại toàn bộ hoạt động vận tải chở khách đến thành phố Đà Nẵng từ 0 giờ ngày 7 tháng 9. Tuy nhiên, hành khách vẫn được yêu cầu khai báo y tế, đeo khẩu trang, khuyến cáo cài đặt Bluezone để cảnh báo khi tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. Các phương tiện xuất phát từ Đà Nẵng phải giãn cách ghế ngồi. Sau thông báo của Bộ Giao thông Vận tải, một số hãng bay cũng đã gửi thông báo nối lại các chuyến bay đến Đà Nẵng. Trước mắt, Vietnam Airlines, Vietjet Air cho biết sẽ khai thác một chuyến khứ hồi trên mỗi chặng Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hàng ngày từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9. Sau ngày 11 tháng 9, các hãng sẽ cập nhật lịch bay theo tình hình dịch bệnh và theo yêu cầu của nhà chức trách. Nhằm giúp cho người lao động nước ngoài hết hạn hợp đồng nhưng chưa có chuyến bay về nước có tiền chi trả phí sinh hoạt, Hàn Quốc vừa đưa ra chính sách cho người lao động vay tiền từ nguồn bảo hiểm mãn hạn hợp đồng. Đối tượng được vay tiền là người lao động đi làm việc theo chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc, chương trình EBS dạng visa E9 và hết hạn hợp đồng lao động từ sau ngày 1 tháng 2 2020 nhưng chưa thể xuất cảnh về nước do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Số tiền được vay là tối đa 50% số tiền bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh đã tích lũy được. Lãi suất cho vay là 1.5 trên 1 năm. Thời gian kể từ sau ngày hết hạn hợp đồng lao động đến ngày dự kiến có kế hoạch xuất cảnh về nước. Trường hợp hết hạn hợp đồng vay mà người lao động chưa trả được tiền vay, số tiền này sẽ tự động trừ vào khoản tiền bảo hiểm đã tích lũy được. Chính phủ vừa có tờ trình dự án luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo tờ trình, để đáp ứng yêu cầu đổi mới, cải cách hành chính và thực tiễn về trật tự an toàn giao thông đường bộ hiện nay, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tư pháp thống nhất để Bộ Công an báo cáo Quốc hội theo phương án 1, tức là vấn đề đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Việc thống nhất phương án này được lý giải là để đảm bảo tính hợp lý, đồng bộ và thống nhất, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, bảo vệ tính mạng tài sản, bảo vệ con người. Và cũng theo tờ trình, dự án luật còn có những nội dung mới khác như sẽ quy định một hạng bằng lái, tức là hạng B, để cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 9 chỗ, xe ô tô tải, máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế không vượt quá 3.500 kg, bỏ quy định bằng lái hạng E, các hạng F. Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai chương trình kích cầu du lịch lần thứ hai mang thông điệp Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến an toàn. Theo kế hoạch, hai đơn vị trên sẽ làm việc với doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở lưu trú, nhà hàng và các điểm tham quan trên địa bàn để lấy ý kiến xây dựng các chương trình kích cầu và phát triển voucher giảm giá 30% trở lên khi sử dụng các dịch vụ du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đề xuất các điểm tham quan cho nhà nước quản lý miễn phí vé vào cổng, các điểm do tư nhân quản lý giảm 50% giá vé vào cổng, các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch sẽ giảm từ 30% trở lên so với mức giá niêm yết. Chương trình dự kiến kéo dài từ tháng 9 năm 2020 đến hết quý 1 năm 2021. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao các quận huyện xây dựng và ban hành kế hoạch thanh toán không sử dụng tiền mặt trong trường học để triển khai trên toàn thành phố trong năm học mới 2020-2021. Thành phố yêu cầu 100% các đơn vị trường học phải triển khai kế hoạch này.
Thành phố Hồ Chí Minh cũng đảm bảo mức thu học phí năm học mới của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố không thay đổi. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hình diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố để hướng dẫn thu và sử dụng học phí, các khoản thu phát sinh trong thực tế như mức thu dạy học trực tuyến, thời gian thực hiện thu. Trong tháng 8, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA có hiệu lực đã tạo cơ hội lớn cho xuất khẩu của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu trong tháng 8 đã tăng 6,5% so với tháng 7 năm 2020 và tăng 2,5% so với cùng kỳ của năm ngoái, đạt 26,5 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức cao nhất tính theo tháng trong năm. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa 8 tháng qua ước đạt 336,32 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,3% so với cùng kỳ của năm trước. Trong tháng 8, các tổ chức được ủy quyền đã cấp trên 7.200 bộ CO mẫu E1 với kim ngạch 277 triệu đô la đi 28 nước EU. Các mặt hàng chủ yếu là giày dép, thủy sản, nhựa và các sản phẩm nhựa, cà phê, hàng dệt may, rau quả, sản phẩm may, tre đan. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, 7 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt tiêu đen xay của Việt Nam tăng 36,7% về lượng và tăng 24,3% về trị giá so với cùng kỳ của năm 2019, đạt 18.900 tấn, trị giá 53,75 triệu đô la Mỹ. Trong đó, xuất khẩu hạt tiêu đen xay sang hầu hết thị trường chính đều ghi nhận ở mức tăng trưởng cao từ 2 đến 3 con số như Mỹ, Anh, Hà Lan, Nhật Bản, Australia, Thái Lan, Thụy Điển, Trung Quốc, Hàn Quốc. Đáng chú ý là xuất khẩu sang Đức tăng 353,8%. Trong tháng 8, giá hạt tiêu đen trong nước cũng đã tăng mạnh so với cuối tháng 7. Mức tăng cao nhất là 5,6% tại tỉnh Đồng Nai, đạt 47.500 đồng 1 kg. Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường số 7 khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B làm cho nhiều người bị thương. Nhiều phương tiện bị hư hỏng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 6 tháng 9, chiếc ô tô 7 chỗ biển số 51F45966 chạy trên đường số 7 khu công nghiệp Vĩnh Lộc hướng từ đường số 4 ra quốc lộ 1. Khi gần đến điểm giao với quốc lộ 1 thì bất ngờ tông chiếc xe máy của người nam chở người nữ lưu thông cùng chiều, khiến cho hai người trên xe máy ngã xuống đường. Tiếp đó, chiếc ô tô 7 chỗ chạy về phía trước lao vào dòng phương tiện dừng chờ đèn đỏ, gây ra vụ tai nạn liên hoàn làm cho 3 người bị thương nặng, trong đó có cả tài xế ô tô 7 chỗ. Nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng. Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn của tỉnh Bạc Liêu. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 6 tháng 9, ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 51G19714 do một nam thanh niên điều khiển chưa xác định được danh tính đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 theo hướng tỉnh Sóc Trăng đi Bạc Liêu. Khi đến địa phận của ấp Sẹo Chích, cách cầu Cả Dày, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu khoảng 200m, thì mất lái lao rất nhanh vào một cây xăng, rồi tông thẳng vào cửa hàng chuyên sửa cơ khí nằm kế bên cây xăng. Cú tông mạnh đã làm cho những người ngồi trên xe bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Liên quan đến vụ thất lạc tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2, tính đến ngày 6 tháng 9, có khoảng 300 thân nhân có hũ tro cốt gửi tại chùa Kỳ Quang 2 đăng ký thông tin và trình nguyện vọng được trực tiếp tìm kiếm hũ tro cốt nếu như nhà chùa không tìm thấy hình ảnh tro cốt của người thân mình. Thượng tọa Thích Quang Thạnh, người chịu trách nhiệm điều hành chùa Kỳ Quang 2 cho biết, trong ngày hôm nay, đại diện chính quyền địa phương, thân nhân và nhà chùa sẽ sắp đặt các hũ tro cốt để người nhà dễ tìm kiếm. Nếu công tác này diễn ra thuận lợi, dự kiến từ ngày 11 tháng 9, nhà chùa sẽ thông báo giờ cụ thể qua Zalo từ số điện thoại đăng ký và dán thông báo tại chùa. Từng nhóm người nhà sẽ vào khu vực đang chứa các hũ tro cốt bị di dời để đích thân họ tìm kiếm. Bản tin trưa trên kênh FPNC đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ xin được mời quý vị đến với các bản tin tiếp theo.